Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Gốm Nhật Sài Gòn. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên cho mọi người series hàng tuyển chọn về Gốm Nhật. Thì hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2022. Thì mọi người lúc mà chốt hàng có thể đọc mã và kèm ngày giúp em nha. Tại nhiều khi em sẽ bị lẫn những cái hàng của những tháng trước á. Rồi, hôm nay mã đầu tiên là mã Q1. Em xin lên mọi người một chiếc ấm Banco cực kỳ đẹp luôn. Với kiểu dáng là cái vỏ túi nha mọi người, vỏ túi đan á, rất là đẹp. Thì dáng này dạng dáng nhỏ dành cho những ai uống 1-2 người nè. Dung tích rơi vào tầm 120ml nha mọi người. Cốc rất là đẹp luôn. Ở trên này có trên phần nắp nè, tiếp là lưới đan. Kèm theo đó là một dạng cái phần của anh tre nha mọi người. Đấy, bên trong lọc, cái này là hàng tủ lọc nha. Ê, em nhầm, cái này là hàng lọc tủ ong, lọc lưới. Rất là đẹp luôn. Bên trong nè, cốc rất là đẹp. Chuyện ngọc đầy đủ, dáng nhỏ. Đấy, mã này là mã Q1, em xin giao lô ống này cho mọi người với giá là 430.000 bao ship và bao bể vỏ mọi sản phẩm luôn. Mã Q1 nha, 430.000, mã Q1. Mã Q1 nha mọi người, 430.000 cho chiếc ống này. Đấy, cái này dạng như mấy chấm nhỏ bằng mấy cái ống tiểu xa mọi người. Nhưng mà dành là xanh quay ngang. Ấm Banco rất là đẹp. Trời ơi, mã Q1 nha. Mọi người thấy tiếng nè, không có tiền, không có lỗi gì hết. Đấy, những cái góc cạnh này. Rồi, mã này mã Q1 nha mọi người. Tiếp theo em xin lên mọi người là mã Q2. Đó là một chiếc dần trà ngũ sắc. Hai tiết bên trong là hoa trà, bên ngoài là màu xanh, nền xanh Cuban. Chị một vàng nha. Đấy, ánh vàng nè, nhũ vàng, viền vàng đầy đủ luôn. Rất là đẹp. Hãy xin lên kích thước nha. Kích thước miệng của cái dầm này là 24cm và chiều cao của dầm rơi vào tầm 6.5cm. Chiếc dầm này mã Q2 em xin giao luôn mọi người với giá là 650.000 mã Q2 nha mọi người. Mã Q2 650.000 cho chiếc dầm này, cực kỳ đẹp. Mới nha. 650.000. Tiếp theo sẽ lên cho mọi người là mã Q3. Đây, đợt này thì đợt trước em có lên một bộ rồi nhưng mà bị thiếu hai cái. Thì hôm nay em đấu được full bộ luôn, hàng hộp. Mọi người lấy thì em ai lấy hộp thì em sẽ gửi hộp cho mọi người luôn. Gồm 10 cái hết nha mọi người, cả thảy 10 cái. Gồm 5 chén lớn và 5 chén nhỏ này, hàng ngũ sắc. Rất là đẹp, hàng này hàng mới nha. Full hộp luôn. Đây, chưa qua sử dụng, mọi người thấy cái đế nè. Đó. Mới tinh luôn, em xin bao kích thước nha. Kích thước miệng của chén lớn là 11cm, chiều cao rơi vào tầm 7cm. Kích thước miệng của chén nhỏ là 9.5 và chiều cao là 6cm. Thì cái này em đấu được về hơn là không có vấn đề gì hết. Đó, hàng đẹp nè, con tùy vớt luôn. Full hợp nha mọi người, gồm 5 chiếc lớn và 5 chiếc nhỏ. Bộ này xin giao luôn mọi người với giá là 1.6 triệu, mã Q3 nha. 1.6 triệu, mã Q3. Full bộ nha mọi người, 1.6 triệu, 5 chiếc lớn và 5 chiếc nhỏ. Tổng cộng hết là 10 sản phẩm, 1.6 triệu. Rồi, tiếp tục là mã Q4. Mọi người đợi em xíu. Mã Q4 thì em lên cho mọi người đó chính là một chiếc tống. Đây, đây, rất là đẹp luôn. Dòng này dòng Miso nha mọi người. Mino chứ, dòng này là dòng Mino, tống rock Mino nha, tống rock lớn. Đó, nó cũng thuộc dạng như hàng vẽ tay, hàng mộc vẽ tay giống như kiểu hàng Kyo mọi người. Nhưng mà dòng này dòng khác, là nó hướng về mộc hơn, chịu mộc đầy đủ nè. Đó, cái tống lớn bên trong vẽ hoa, vẽ tay hết luôn 100%. Mọi người xem, rất là đẹp luôn, tống rất là lớn. Thì dòng này, cái màu đất đó là màu này đây. Nó được đổ men 3 lớp nha mọi người. Lớp bên ngoài nè, bên trong là một lớp nâu, ở bên ngoài đổ thêm một cái lớp hình lớp trắng nữa để có thể vẽ hình lên, rất là đẹp luôn. Cả phần miệng này có hoa văn của cành hoa nè, lá nè. Kích thước miệng lớn nhất của nó là 20cm và chiều cao của chiếc tống này là 9cm. Mã này mã Q4 anh xin giao luôn mọi người với giá là 1.500.000, 1.500.000 mã Q4 nha mọi người. 1.500.000 cho chiếc tống lớn này đây, rất là to, nó như một cái tô mì gì đó. Mã Q4 nha.
Tiếp theo là mã Queen 5. Em xin lên cho mọi người con lân này. Em mới đấu về tiếp. Đợt này là con lân tầm em chỉ lấy gì con lân tầm trung thôi, chứ không có lấy là dạng lớn nữa. Kích thước miệng là chiều cao là 28, tầm 27.5 28 cm tính luôn lỗ tai nha mọi người. Nhỏ nhưng mà thần thái nha. Chi tiết rất là cao luôn. Thứ nhất là về cái này lân trắng nè, ở thị trường Việt Nam thì mấy con lân trắng cũng thuộc dạng là hơi hiếm. Tiếp theo, vẽ chi tiết nè. Từ mắt nhũ vàng, hoa văn. Một con lân Bhutani rất là đẹp. Chị Ngọc luôn. Và đặc biệt mọi người xem phần lưỡi nha. Bên trong là nó có nguyên một cái lưỡi ra tới tận đây luôn. Đó, nguyên một cái lưỡi dài luôn. Rất là đẹp. Chiều ngang em tính luôn, chiều ngang tính luôn phần áo bằng đô rơ tầm cỡ 23 cm nha mọi người. 23 cm cho chiếc con lân này. Đó đây là mã Q5, em sẽ giao lưu mọi người với giá là 3.3 triệu. 3.3 triệu cho con lân này nha. Mã Q5 ạ. À. Mọi người ưng thì hãy gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo em với số 0941028827 nha mọi người. Mã Q5 3.3 triệu cho con lân này. Tiếp đó em lên mọi người là mã Q6. Thì đã lên rồi, em còn cái ly hổ em lên luôn một lần. Chiếc ly hổ này là được dạng ly mộc nha mọi người. Đó, bên sau là chuyện nè, chữ lưu pháp, chuyện thì mộc dương ở đây. Ở trên đó là cái mình là một dạng một con hổ nè. Còn đây là tán lá trúc nha. Hổ trên một trúc, vẽ rất là đẹp luôn. Bên trong mộc, phần men là mộc xanh rêu. Đó, ly mới. Kích thước miệng là 7 cm, chiều cao rơi vào tầm 9.5 cm. Chiếc ly này xin giao luôn mọi người với giá là 350.000. 350.000 cho một chiếc ly con hổ này nha mọi người. Mình dùng uống trà, cà phê đều rất là được nha. Mã Q6, 350.000, mã Q6. Tiếp theo là mã Q7. Thì em lên cho người một chiếc bình Vivien xưa. Đó, cốt đất cực kỳ mỏng luôn nha, được làm bằng tay. Đấy, thì ở đây là có họa tiết nè, có ba ông thần tài, đó, ba bình luôn, ba phía luôn, thùng miệng dạng như dáng này dáng ốc lọc nha. Thì cái này mọi người mua về để chủ yếu là trưng bày là chính thôi. Đấy, thì cái này nó có thêm một cái đường, bị một cái đường như thế này nè, em không biết là nó bị tóc hay là bị vấn đề gì, hay là lỡ lo, tại cái này em có chế nước rồi mà nó không có rỉ ra nha mọi người. Chưa kể ở phần này còn có cái dạng mấy cái dấu vân tay nha. Người thấy nè, có mấy cái dấu vân tay ngay dần nè, nếu mọi người để ý chi tiết. Đó, hàng này là gớm bizen nhưng mà rất là đanh luôn. Đó, phần này là đổ goma, để dạng ốm bizen goma nha. Chiếc bình này miệng là 3 cm và chiều cao của bình rơi vào tầm 17 cm. Mã này là mã Q7. Thì chiếc bình này em xin giao luôn mọi người với giá là 400.000. Chỉ với 400.000 thôi nha. Nếu mà gặp em thấy ở ngoài thị trường, cái này có thể lên tới cả 1.2 triệu, có khi hơn cả hơn luôn. Này xin giao luôn mọi người giá là 400.000 thôi. Mã Q7, mã Q7 nha mọi người, 1.2 triệu. Ê, 400.000 em nhầm, mã Q7. Rồi, tiếp theo là mọi người là mã Q8, một chiếc bình Pháp Lam. Đây, để là cái đồ mình cần một cái đó rõ. Một chiếc bình Pháp Lam nhỏ, dáng này dáng loe, miệng loe nè, bình phình nè, cổ cao, rất là đẹp luôn, mọi người xem. Bình này là bình 3 lớp nha mọi người, lớp ngoài viền nè, bình nền và bên trong luôn. Đó, một chiếc bình Pháp Lam vàng. Xin nói kích thước nha, kích thước miệng của bình là 3.5 và chiều cao là tầm 10.5 cm. Bình này là mã Q8, bình Pháp Lam này xin giao luôn mọi người với giá là 500.000. Mã Q8 nha, 500, mã Q8. Rất là đẹp nha mọi người. Dạng bình nhỏ nè, dạng nhỏ, trưng bày phòng bàn làm việc và phòng khách các thứ. Mã Q8, 500. Tiếp đến đây là mọi người là mã Q9, một sản phẩm em cũng vừa đấu về luôn, hàng hợp nha mọi người. Mã của nó còn có thêm ở đây. Thì cái này em đấu về đó chính là một bộ bình rượu, bình rót rượu nè, nhấn nè. Tiếp theo em làm một cái xô nữa, cái em nghĩ này là xô đá. Ở đây nó có cả kẹp nè,
thế đồ để cách nước ra sẽ thủy nè, và thêm một cái quai của cái xô, quai dây nóc đấy, vậy nha mọi người, rất là đẹp luôn. Họa tiết cái này là dạng thụng vườn siêu gió nha mọi người. Đây mới một hình nè, người lính các thứ full mặt luôn. Hàng này dạng ngũ sắc, chuyện mộc là mộc chìm nha, hàng cao cấp nha, chuyện mộc chìm. Bên đây cũng vậy, cũng chuyện mộc chìm luôn đó. Phần nhấn thì nó có màu tím, đây là màu xanh, xanh coban ánh tím luôn nha mọi người, rất là đẹp. Mới full hộp 100% chưa qua sử dụng luôn. Ống này là ống ký tin nha, nên mọi người lúc mọi người dùng có thể xong khi trụng qua bên nước sôi để có thể sạch vi khuẩn. Đấy, mã này là mã Q9, bình này dung tích là tầm 2 lít nha mọi người. Dung tích này là tầm 2 lít nha, mã Q9 em xin giao luôn mọi người với giá là 3,3 triệu full hộp. Đó, ai muốn lấy hộp thì em sẽ gửi kèm hộp cho người đó luôn. Rồi, mã này là mã Q9 nha, 3,3 triệu, gồm một bình sake nhấn và một cái sóc soda. Mã Q9 nha mọi người, 3,3 triệu. Tiếp theo là mã cuối cùng là mã Q10. Em sẽ lên cho mọi người chiếc bình này cực kỳ đặc biệt luôn. Một chiếc bình hàng xưa, kim loại. Đây, trước mặt mọi người thấy đây là một chiếc bình kim loại. Bình này là bình giả đồng nha, cái họ sơ cái màu nâu lên á, chuyện mộc nè, vuông nè. Đấy, trước mắt thì cho mọi người ở phần cổ giới thiệu nha, ở phần cổ thì đang có vẽ là tứ diện là bốn chú lông đó, còn cái họ tiết nền là dạng vẽ đang lưới nha mọi người. Ở đây thì họ tiết vẽ con gà đôi nè, đậu trên cành hoa anh đào đó. Còn bên đây là vẽ một đàn chim hạc đang bay. Bên đây là vẽ chim ưng nè, khắc hình chim ưng nè, nổi khói luôn nha mọi người. Còn bên đây là dạng hạt. Hình này hình như là chim chỉ nha mọi người. Đây đó, rất là đẹp luôn. Họa tiết tứ diện nha, dáng vuông thì bên đây cho mọi người thấy luôn là nó hơi bị phai cái phần sơn đi một xíu. Mã này là mã Q10, em xin đo kích thước cho mọi người. Kích thước miệng á là 10 cm và chiều cao của chiếc bình này là 35 cm nha. Bình này cao 35 cm nha mọi người. Đây, một chiếc bình kim loại cực kỳ đẹp luôn, rất là xưa đó. À, tiếp là nỗi khó hết nha, sờ lên cầm tay nè mọi người thấy, em để gần cho mọi người xem luôn, chim ưng nè đó. À, còn đây gà lôi, gà đuôi dài nè đấy. Thì chiếc bình này mã Q10 em xin giao luôn mọi người với giá là 3,5 triệu, bao ship và bao bể vỏ cho mọi người. Thanh tặng này thôi, không bể vỏ rồi, em bao móc luôn nha. Mã này là mã Q10 nha mọi người. Đó thì bình có tình trạng như sau thì em sẽ lên hết video cho mọi người xem luôn, nên mọi người cứ tu di mà để mình sưu tầm nha. Mã này là mã Q10, 3,5 triệu cho chiếc bình kim loại đây. Bye bye mọi người, và hẹn mọi người vào video tiếp theo.